Minh Sơn xin được chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình Vòng Xoay Lốc Xoáy. Quý vị thân mến, rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị. Và ngày hôm nay, chúng ta quay trở lại với sân chơi này có hai đội chơi như thường lệ rồi và bốn vị khách mời đặc biệt của chương trình họ đã chuẩn bị sẵn sàng ở bên trong. Minh Sơn rất nóng lòng gặp gỡ bốn vị khách mời đặc biệt rồi. Xin mời tất cả quý vị. Đội xanh diễn viên Huỳnh Tiến Khoa, ca sĩ Sơn Ca. Đội đỏ diễn viên Mai Thanh Tú, ca sĩ Đơn Nguyễn. Và trai xinh gái đẹp nhưng toàn người quen nha. Không biết đội mình tới với chương trình này là có một cái thông điệp gì không ạ? À, kiểu gì cũng bào. Yeah. Kiểu gì cũng bào. Ừ. Cái gì cũng hố. Cái... Được nha. Tinh thần chơi là bất khuất nha. À. Rồi, đối đầu với đội nhà mình là đội màu đỏ. Vô. Thế thì trước đi. Không. Anh... Hết giờ nha. Okay. Anh nói đi. Rồi, dạ, chào các cô, các chú. Dạ, em tên là Tú. Rồi, dạ, em nhỏ tuổi hơn bạn gái bên kia. Hello bạn. Giới thiệu luôn em. Gì chị? Giới thiệu luôn em đi. Giới thiệu sao? Dạ, này là bạn của em. Dạ, bạn Don. Học lớp mẫu giáo kế bên. Minh ơi, Minh đề nghị là bây giờ mình xé cái cặp bên đó ra đi. Để cái cặp này là tới chiều. Tới chiều. Xé ra đi. Không, anh Khoa em thấy cũng trái ngang. Tại em bị bắt buộc thôi đó. Không phải xé ra đi. Chứ để cái cặp đó về nhìn ướt gan quá à. Bây giờ Minh không xé em cũng xé nè. Em không thể xé. Tại vì không có cái người lắp vô, hiểu không? Thì bây giờ xé nè, một người quăng qua bển đi. Không, cho nên em cắt luôn phần giới thiệu. Dạ cảm ơn. Ủa Phan còn cái thông điệp nữa. À có thông điệp nè, có không? Đó. Anh Don lên tiếng nào. Thông điệp của đội em là đổi gió. Hả? Hả? Cuộc đời dạo này nó có những cái thứ mà nó quen thuộc quá rồi đó. Cho nên mình cũng muốn đổi gió chút xíu cho nó lạ lạ đúng không? Đổi gió coi là bên đó có giỏi không? Tuyệt vời. Quý vị thân mến, hai đội chơi đã sẵn sàng. Và ngay bây giờ sẽ là vòng thi đấu thứ nhất với tên gọi Đuổi Bắt. Quý vị thân mến, đây là vòng thi đấu khởi động đầu tiên thôi dành cho hai đội chơi. Rồi, bây giờ thành viên đầu tiên của đội xanh là ai ạ? Vòng 1 á là cấp độ nhẹ, anh nhường em trước á Sơn Ca. Ok, em chơi luôn. Chưa, mình phải nhìn thấy đối thủ của mình chứ. Bên đây là ai ạ? Vừa sai nè. Vừa sai. Dài, hai thành viên còn lại mời về vị trí. Hai thành viên đối đầu thứ nhất lên. Em cảm giác em đang có bầu anh. Hả? Ủa vậy luôn hả? Ừ. Chơi xong cái này chị sẽ sảy thai. Quý vị thân mến, Sơn Ca và anh Don cũng đã sẵn sàng vào vị trí. Và bây giờ, trước khi đến với vòng xoay cấp độ 1, chúng ta sẽ đến với câu hỏi của chương trình. Nghe thật là kỹ nha. Em đã đi một ngày mưa buồn, cơn gió đông lạnh đầy đôi tay. Em đã đi để lại nơi này, đôi mắt nâu ngồi buồn xa xa. Tên bài hát này là gì? A. Cà phê một mình. B. Cà phê Sài Gòn. C. Giọt cà phê đắng. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 1 bắt đầu. Yo. Ủa rồi sao trả lời? Nhớ nha. A. Cà phê một mình. B. Cà phê Sài Gòn. C. Giọt cà phê đắng. Cố lên. Rồi nhào xuống, nhào xuống, nhào xuống. Chọn, chọn. Lẹ. Ok. Các con thật là giỏi. Chú có một lời khen thưởng cho các con. À, cái người nào nhảy trước là được. Các con đã lựa được đúng màu của mình đúng không? Bé Don. Hả? Màu này đúng màu con không? Đúng rồi, màu nè. Ủa bé ơi, bé chọn C thì bé có trách nhiệm với cái C. Đúng rồi, đâu chọn A đó. Ủa vậy sao đứng ở OC? Bà nhảy trong mặt qua nhảy theo. Nè, ông ơi, vậy hả? Kia. Vậy thôi, con cứ đứng ở đây, biết đâu A là sai, C là đúng thì sao? Ok. Ok. Ủa sao cái mặt bực dọc vậy? Cái mặt bà hơi bực á. Cứng thai. Quý vị thân mến, đáp án chính xác của chương trình là A hay là C? A hay C? A hay C? Mà cũng có thể là B. Biết đâu là B. Được nhảy nhá. Lẹo à. Dạ, nhảy sao hay là A. Chúc mừng. Cà phê một mình. Yeah, wow. Chọn đổi tay. Trước tiên đội màu đỏ có 10 điểm. Xin mời thành viên tiếp theo lên. Bảo trọng nhanh. Bảo trọng. Bảo trọng. À, chúng tôi có một cuộc phỏng vấn nhẹ. Thế không biết là với cái cấp độ 1 như thế thì có làm khó được anh Don không ạ?
Thực sự mà nói thì rất là khó ha. Khó ha. Tại vì câu hỏi cũng rất là hóc búa rồi. Wow. Và mình phải vận dụng những cái tư duy, những cái trí tuệ, những kiến thức mà rút kết từ mấy chục năm về lại rồi, đó. Tuyệt vời quá. Dạ, mình phải nhớ lại ký ức tuổi thơ để mới mới biết được câu trả lời đó. Cảm ơn bé vì bé nói cái câu là nhắc lại ký ức mà mấy chục năm về trước mà tôi mới phát hiện bé già nha. Ủa? Trời, cái ví dụ ta nói không? Ví dụ ta nói là nhắc lại ký ức khoảng chừng 10 năm về trước hay còn trẻ trung. Mấy chục năm về trước quý vị. Rồi, thôi bây giờ thử thắng xong lên, đội đỏ có chiến thắng tiếp hay không? Chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo, đoạn nhạc bắt đầu. Tháng 3 bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng 4 loa kèn mộng mình, những góc phố con đường quen. Bài hát này tên gì? A. Hà Nội 12 mùa hoa, B. 12 mùa hoa và C. 12 mùa hoa Hà Nội vòng xoay lốc xoáy cấp độ 1 bắt đầu. Căng à, cái này căng à. Quá dễ rồi. Câu này mà không biết nữa thì thôi đó. Không biết đó. Không biết luôn. Chúng ta trả lời là gì? A, B, C là gì vậy? Mình không được nhắc bài nha. Không được nhắc bài. Hả? Không. Chuẩn bị dần ạ. Mà lên. A hay B hay C đây? A hay B hay C đây? Hey. Rồi, ok. Chúng ta một lần nữa có hai đáp án là A hoặc là C. Giống như hồi nãy. Bên cạnh đó cũng có thể là B. A là cái gì? A là cái gì vậy? 12 mùa hoa là B. B là một đáp án của tôi chọn không chính xác. Vậy thì một trong hai thôi. Một á là 12 mùa hoa Hà Nội, hoặc là Hà Nội 12 mùa hoa. Và đáp án chính xác của chương trình là Hà Nội 12 mùa hoa, đáp án A. Chúc mừng. Hay quá. Hoa thắng long chảy sức phương đồ, hồ Tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Hà Nội 12 mùa hoa là một bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Giáng Son với phần chấp bút 4 câu hát cuối của ca sĩ Thu Phương, được ra đời vào năm 2012. Ca khúc lấy chủ đề về Hà Nội, xoay quanh sự chuyển giao 4 mùa của thiên nhiên trong 12 tháng. Mỗi tháng trong năm lại ứng với một loài hoa, đồng thời gửi vào đó những nhớ nhung khắc khoải của con người. Bài hát ngay sau khi ra mắt với tiếng hát của ca sĩ Thu Phương đã ngay lập tức được công chúng đón nhận đông đảo, tiếp tục trở thành một trong những bài hit tiêu biểu của Thu Phương giai đoạn sau này. Những sắc hoa. Nói nghe nè MC ơi. Dạ. Rối loạn tiền đình nó hay lắm. Không biết đáp án nó nhảy đại đó. Không mà tôi thấy nhảy đại thiệt nha. Loạn choạng hồi nãy giữa C với là A. Rốt cuộc là qua A. 10 điểm cho đội xanh, chúc mừng. Yeah. Ăn sầm thôi. Không, em nhường cho anh để 10, có 10 điểm vui vẻ đó anh. Trời ơi. Tỷ số cân bằng 10-10. Bây giờ xin mời hai bạn nhỏ chúng ta tiếp tục quay trở lại với vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2. Lên. Ủa hai. Ủa lên nữa hả? Và bây giờ kính thưa tất cả quý vị, hai người chơi sẵn sàng bước vào vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2. Và bây giờ sẽ là video clip gợi ý. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau yêu thương ngọt ngào, hãy đưa em về nơi giấc mơ yêu cùng anh. Vâng, trong một bài hát mà có hai cái đoạn bị ẩn đi, hãy điền vào những ô còn trống. Chúng ta sẽ có 3 gợi ý. A. Cuối trời tuyệt vời. B. Ước hẹn tuyệt vời. Và C. Cuối trời trọn đời. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2 bắt đầu. Ổn không Sơn ca? Cẩn thận nha, giữ chặt nha. Đứng nha, đứng nha. Ôi nhanh quá vậy, ôi gì. Ôi trời ơi. Ủa cái giọng vậy. Cái não là bà lâu lắc luôn rồi, không biết nhớ đáp án không. Cẩn thận, bước xuống từ, cẩn thận. Lẹ. Hay quá. Má nghe nè. Nó điệu làm gì? Thấy rõ ràng luôn, ai biểu điệu làm gì, ra còn dán tóc mới chạy. Không phải dán tóc đâu, cái đó là đang vớt cái não lại đó trời. Đúng, chính xác. Nói chung là chị trễ rồi, trễ cái tiếng pha rồi, không xác định đáp án nha. Chỉ có anh Don, đội đỏ, được xác định đáp án là đúng hoặc sai mà thôi. Đáp án C, bé có tự tin không nè? Tự tin. C là một đáp án chính xác, chúc mừng. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà,
Lê Hữu Hà là một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc bất hủ như Nắng Vàng, Biển Xanh và Anh, Vào Hạ, Yêu Em và Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào. Ông cũng là một trong những thành viên chủ chốt của ban nhạc Phượng Hoàng, một ban nhạc nổi tiếng với những ban nhạc trẻ thuần Việt Nam trước thập niên 70. Đồng hành cùng ông còn có nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang và ca sĩ Elvis Phương, đưa nhạc Việt lên một tầm cao mới. Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào cũng là một trong những sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà trong giai đoạn sau khi ban nhạc Phượng Hoàng tan rã. Ca khúc là những lời ca tha thiết của hai người yêu nhau, dù tình yêu ấy đến ở khoảng thời gian có chút muộn màng. Dòng tên thấy cấp độ 2, người thứ hai lên. Lên, ơi. Quay nhanh lắm á, quay nhanh nhờ. Xin mời video clip gợi ý dành cho hai chàng trai. Rồi một ngày vắng anh, rồi từng ngày nhớ anh. Thôi xin em hãy hơn rồi như ngày mới quen nhau. Thôi xin em hãy hơn như là đã xa nhau. Mày dễ mà, dễ. Quá dễ. Ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên vừa rồi có hai cái đoạn còn thiếu. Xin mời mọi người điền vô giùm Minh Sầu nghe. Chúng ta sẽ có ba gợi ý. A. Bước chân buồn hơn, trái tim không ngủ yên. B. Trái tim không ngủ yên, bước chân buồn tênh. Và C. Bước chân buồn tênh, trái tim không ngủ yên. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2 bắt đầu. Từ từ nha, rối loạn tiền đình nha, ơi, bớt dở nha, ơi. Nhanh quá rồi, từ từ thôi. Nhanh quá rồi, chương trình ơi, nhanh quá đây, rồi. Anh trước nè. Xin lỗi, anh đã tới trước em. Từ từ Minh ơi, đỡ xuống Minh ơi. Đỡ, nhẹ nhàng thôi. Không, mình vẫn phải đứng ở đây để chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Ok. Trời ơi. Nhưng mà cho em hỏi là anh Khoa lựa chọn cái này là có tự tin không? Cái này là đúng á. Cái đúng này đúng á. Luôn. Ừ, đúng. Bên kia nghĩ là C đúng đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. Thì đúng rồi, chúc mừng. Một ngày vắng anh, bước chân buồn tênh. Trái tim không ngủ yên, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng. Ngày ấy khi nhạc sĩ Thanh Tùng có việc phải ra Hà Nội, nhạc sĩ đã không kịp mua quà tặng cho một người đẹp mới quen, bèn bỏ tiền vào phong thư và ghi em mua giúp anh một món quà cho mình. Không ngờ cô gái ấy nghĩ người nhạc sĩ coi thường mình, làm chàng nhạc sĩ ấm ức. Đến tối, Thanh Tùng mang theo nỗi ấm ức ấy viết nhạc và cho ra đời ngay Trái Tim Không Ngủ Yên. Anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã chót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Với cái sự cân bằng tỷ số hiện nay thì hai đội khá là ngang tài ngang sức, 20 đều. Dạ, chúc mừng. Và bây giờ vòng xoay lốc xoáy cấp độ 3, hai đối thủ nhẹ ký lên. Cân ký giờ sao mặt lắm đó. Nổi được không? Khoa lên chơi đi. Dạ, ừ, thích thì chơi thôi. Lên anh, lên chơi với Ron anh. Nếu mà anh Khoa lên trước thì tí nữa chị cũng chơi à. Thì chơi với Ron. Ok, cũng được. Ừ. Tùy. Mình phá phong thủy phá chiến coi. Phá phong thủy xíu nha. Chị dạy không lại em đâu. Đúng rồi, cái chân em ngắn, cái chân dài lắm á. Bây giờ với ai chị cũng không chạy lại hết trơn. Đúng rồi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thách đố số 5. Xin mời. Ý. Hết à, chỉ gửi cho bạn thôi. Ủa, vậy thôi à? Hai đội chơi thân mến. Trời ơi, cái trò chơi gì mà nó vừa rối loạn tiền đình vừa tuột huyết áp vậy trời. Nó phải rối não như thế nữa đúng không? Tại vì nó có những cái giai điệu mà coi như là huyền thoại. Chúng tôi luôn luôn giữ cái hợp âm hòa âm như vậy luôn à. Không có thay đổi. Cho nên là với cái phần hòa âm mở đầu cho cái bài hát vừa rồi đó. Quen lắm nha. Thì hãy dự đoán xem đây là ca khúc gì. A. Chưa Vắng, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn. B. Nhớ Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn. Và C. Mùa Cũ, cũng là sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 3 bắt đầu. Xoay đi. Lên. Nhanh lắm á. Ê, giữ lại. Cẩn thận. Có dừng dắt ra khỏi cái vòng luôn á. Phóng liền. À. Không phải chạy trước rồi, lẹ lên. Chạy. Đó, chạy đi.
bạn. Hai bạn đã lên cùng một lúc. Cái này là mình chơi chiến thuật nè. À, mình không biết kết quả là cái gì, cứ đôi cái đội kế bên thắng cùng thắng, thua cùng thua. Hai này, đôi bạn cùng tiến. Và đáp án của chương trình sẽ là đáp án A hay là B? Ủa, anh bình thản lắm. Tại vì thắng cùng thắng, thua cùng thua, anh không có khe. Chúng ta chỉ có một đáp án đúng thôi. Tình đi chung với nhau rồi. Nếu đúng, cả hai đội đều có điểm. Nếu sai, cả hai đội đều không có điểm. Đáp án A chính xác, chúng ơi. Cảm ơn Don, cảm ơn Don, cảm ơn Don. Đã cho anh 10 điểm nha Don. Ngày phố xa đầy nắng, riêng em với con đường biển ngoài kia sóng nói thầm rằng em nhớ thương anh. Xác định đi em. Dạ. Bây giờ là mình bằng điểm rồi. Em chơi cái chiêu đê tiện giống như anh nãy đi. Em học rồi, anh yên tâm. Chị nhớ là chị đang có bầu á, vậy ca đi lẹ đi chậm chậm nha ca nha. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 3 sẽ có câu hỏi gợi ý như sau. Một đời yêu nhau, gió mưa qua thật mau. Mùa xuân thắm ấm, mình yêu trên đôi nắng. Căng nha, ổn mà, càng ổn thì đu theo. Ừ. Bài này rất là khó nha. Không biết bài này luôn á, đúng không? Đó. Kệ, không quan tâm em ơi, cứ quan tâm bên kia chọn gì. Hãy dự đoán xem, từ khóa tiếp theo trong đoạn nhạc vừa được trình bày của ca sĩ Hồ Trung Dũng là gì? A. Mùa đông. B. Mùa thu. C. Mùa hè. Vòng xoay đá xoáy cấp độ 3 bắt đầu. Trời đất ơi, nhanh đấy nha, nhanh đấy nha. Cẩn thận thân ca. Trời ơi, nhìn với ca trong mặt. Ôi, trong mặt, trong mặt đó. Ôi, trong mặt. Trời ơi, chương trình đó, con còn cái gì đấy. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chạy, chạy, chạy. Bên tỉnh, bên tỉnh. Rồi, rồi, từ, từ. Đến tỉnh, đến tỉnh. Chờ, nhảy theo. À, chờ hả, chờ. Chúng tôi xác định đáp án của Tú vào trước. Thì Tân ca cái chân ngắn quá, đi ra. Hãy nằm xuống. Thôi chết tôi rồi, tôi nói thiệt luôn, chết tôi rồi. Một đáp án chính xác duy nhất đã thuộc về sự lựa chọn là: một đời yêu nhau, gió mưa qua thật mau. Mùa xuân thắm mình yêu trên đôi nắng. Rồi hè lại sang, nắng thiêu con đường hoàng. Đây là mùa hè à. Mình vui trên cả anh nghĩ là mùa hè à. Và đó là mùa hè, đáp án C. Cười, cười vô mặt nha. Quý vị thân mến, kết thúc vòng 1, chúng ta có điểm số ngang bằng nhau của hai đội chơi 30, chúc mừng. Giỏi á, giỏi á. Vòng 2 với tên gọi hợp sức. Quý vị thân mến, đây là vòng 2 mang tên hợp sức. Vì sao lại có tên gọi như thế? Chúng ta sẽ chơi cùng với nhau, lấy cái mỏ vô rồi chơi. Ok chưa? Người đầu tiên ngồi lên đây. Sau khi vòng xoay, xoay xong thì chạy ùa về phía trước giùm em. Thấy cái gì chưa? Cái nắm sao? Thấy giống chạy bia quá vậy. Trời ơi, không có luôn nha. Đây là cái micro của chương trình. Nó phóng to lên chút xíu. Cái người thứ nhất nha, chạy lên trên giành được cái micro, sau đó chạy về thành viên còn lại của đội nhà mình. À. Sau đó thành viên còn lại mới cầm cái micro đó và nhìn lên trên màn hình, nghe một đoạn nhạc, ghi nhớ lại trong não của mình. Sau đó mình sẽ hát lại karaoke, không có lời nha. Nếu như không hát được hoặc là cái bài khó quá, bài mình không biết, mình hãy nhớ cái từ, nhớ cái câu để đọc cho Minh Xù dò bài từ đầu cho tới cuối, đúng từ thôi cũng được, không cần đúng mè lũ đi. Được chưa? Người đầu tiên lên bàn xoay là ai? Cuộc chơi này hại não quá, toàn mọi người cao tuổi không đây nè. Bắt đầu. Cười lắm á. Ôi ơi 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 ơi. Đúng rồi. Ôi trời ơi, trời ơi là trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Cẩn thận cái đôi đây. Ôi. Bay lên, bay lên. Bay lên. Lẹ lên. Về luôn. Về đây luôn.
Cái đội của nó kém sang dễ sợ luôn. Không mà anh Hoa biết không, cái quán tính nó đang quay 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 cái nó chạy lên về đây luôn. Ngon á nhớ, tính là ngon á. Rồi, chúc mừng đội xanh, mình đã có micro, mời mình ra sân khấu. À, tang 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 tang, bài này bài gì ạ? 60 năm cuộc đời sáng tác của ai ạ? Y Bác Chiến. Dạ luôn, tuyệt vời, câu hỏi phụ không có điểm. Đúng rồi, biết được tựa, biết được tác giả mà không nhớ lời thôi. Dạ bây giờ thời gian dành cho Khoa hát lại. 3 2 1 vô. Ơ là thế, đời sống không là bao. Ơ là bao, đời không lâu là thế. Ơ bao năm cùng sống mà yêu nhau. Còn em nữa có bao nhiêu? Yeah, 60 năm cuộc đời. Hey, 20 năm đầu à, sung sướng không bao lâu. Ôi hey, sung sướng gì? 20 năm sau, cao mời mời em ơi, năm cuối là bao. Yeah. Hey, chúc mừng đội xanh có 20 điểm. Yeah, quý vị thân mến, và bây giờ lượt thứ hai, xin mời. Và bây giờ vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2 bắt đầu. Kiểu gì anh cũng điềm tĩnh Sơn Ca, anh điềm tĩnh lắm. Cái này cũng hên xui. Hên xui là nó có dừng lại ở đâu. Phá quá, lỡ luôn quá. Đúng rồi, đúng, đúng, đúng. Trời bất chấp, rất gặp dò luôn là quý vị. Trời đất ơi, lấy được cái micro bị đập đầu rồi. Rồi, đứng lên. Về. Bị danh chấp. Xin mời ca sĩ Đơn Nguyễn chúng ta ra giữa sân khấu. Wow. Và bây giờ ca sĩ Nhí Bảy Tu Gử, hãy nghe thật là kỹ đoạn nhạc của chương trình nhé. Âm nhạc bắt đầu. Em có nhớ bài ca dao đầu đời, đến chiếc võng mẹ ru ơ hời, hàng dừa xanh soi mình bên nướng dâu, sống dài quê nghèo quần quýt với nhau. Anh được quyền mình giơ cờ trắng để thua luôn. Hỡi cao xanh có thâu. Rồi, bây giờ ai dựa vậy? Ai nhập như vậy? Quấn nó xuất hành. Rồi, bây giờ giữ nguyên cái phom dáng phong thái này và hát giùm em. 3, 2, 1. Mi em. Đúng rồi. Em có nhớ bài ca dao đầu đời. Trời ơi, cái gì vậy? Là cái bài gì mà khó dữ vậy? Không biết, bất lực. Hên xui lắm. Ơi, anh qua thấy xui nhiều hơn. Anh tính là anh sẽ chơi theo chiến thuật cũ á. Cái gì mình không thuộc, mình đu theo bên kia, mình im thôi. Cái gì à, không biết là anh có muốn cướp điểm không ạ? Không thuộc, không thuộc. Được à? Vâng, mình không trả lời đúng không ạ? Giữ tự trọng cho đội mình đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Và đáp án này, đội đỏ là người giành được micro. Wow. Mà trả lời sai bị trừ mới đẹp. Yeah. Lôi cung. Vâng, và bây giờ sẽ là lượt tiếp theo, xin mời. Ủa? Nữa à? Nữa. Cái gì vậy? Chết nữa kìa. Ủa, còn nữa hả? Nữa. Ráng giành nha, bài hát rất là quen thuộc luôn. Một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn. Đó, gửi vậy thôi. Tình thôi xót xa. Không biết, giành micro sẽ biết. Bảo Chấn nhiều bài lắm. Vâng, xoay lốc xoáy cấp độ 3, bắt đầu. Nhanh lắm nha Đơn. Giữ nó Đơn. Nhìn đi một chỗ. Tóc mặt quá. Đừng nhắm mắt lại. Lê. Đừng nhắm mắt. Cao ơi. Leo. Mất lượt luôn. Leo. Điêu. Đi. Ông hai tóc mặt thì. Khi anh xa em sống. Dễ mà. Dễ.
hết. Và bây giờ mời anh trình bày lại bài hát Bên Em Là Biển Rộng Nhưng. Nhớ không nè? Khi em xa anh sống tôi không xô bờ. Đúng. Khi em xa anh đã chơi vơi. Đá gì ạ? Đá gì ạ? Chơi vơi. Chơi vơi. Chơi vơi. Chơi vơi hay chơi vơi? Chơi vơi. Chơi gì? Chơi vơi hay chơi vơi? 3, 2, 1. Hey. Chơi vơi, chơi vơi, chơi vơi. Đấy, chơi vơi. Thôi nha, chơi vơi là thôi nha. Chơi vơi là thôi nha. Đây, 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 đây. Đá chơi vơi như vậy. Đi vậy, chơi vơi, chơi vơi. Cái vòng mà, cái vòng mà tạo nét là hay. Không có chính tiếng gì đâu. Thôi mà, thôi mà, thôi mà, bé không có chịu. Đi vậy. Đây nè, đây nè, coi bên này lấy 20 điểm nè. Khi anh xa em sớm thôi không số mơ. Khi anh xa em đã chưa vô. Đâu đâu đâu. Sai ạ. Tại vì có hai chữ chơ ạ. Cái đó người ta phiêu qua ơi. Không, không ca sĩ gì mà nhưng mà tôi vẫn nghe là hai chữ chơ. Khoan khoan anh Đợt, khoan. Không. Anh phiêu thì cũng được. Đúng rồi. Nhưng mà nó sai cái nhân xưng. Đúng rồi. Đáng lẽ ra là khi em xa anh mới đúng. Anh hát là khi anh xa em sai luôn. Ôi kỳ vậy, gì kỳ vậy. Vậy hay. Chúng ta vẫn còn một lượt cuối nữa. Cố gắng lên. Nói nghe là chơi. Chơi sao còn có 10 điểm vậy. Em nói mà có những đội chơi không còn điểm mà. Ừ, yeah. Và bây giờ là lượt cuối cùng trong vòng 2. Lên. Quạo quá, bị quạo quá. Leo leo, phiêu leo leo. Mở xe bèo. Biết không mà dành. Đã nói cái bài nó khó mà cũng chạy lên dành rồi trả lời sai. Không. Cái bị trừ 10 điểm nữa. Làm... Thôi để vô bé đó. Ủa quên, cái quán tính là phải dành, tưởng đâu là chiến thắng. Để cho con bé đó nó giành đi. Ủa? Mình về đây mình coi kịch. Thôi chơi lại được không? Anh Hoàng. Nè nè. Chiều thu mưa bay bay đường khuya vắng không người. Dìu em trong cơn mê dài tâm tối. Làm sao cho anh đi vào nắng ấm ban mai để giấc mơ đẹp mãi trong tương lai. Đừng có bị hoang mang bởi mọi người, hãy nhớ. Rồi bây giờ 3, 2, 1 hát giùm em. 2, 3, 4 vô. Chiều thu mưa bay bay la na 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 na. Tôi không chịu, tôi không chịu, tôi không chịu. Cái tới lượt tôi là bài con. Anh không bao, anh không bao. Không nha, em không nha. Mà em phải là người hát chứ anh không có được hát. Đúng rồi, chị Sơn Ca phải là người hát. Em hát được. Biết sao, cái số phận sao, bài này nó dễ luôn. Anh Đo hồi nãy lúc mà mở nhạc lên là nhép miệng theo chứ bộ. Nhép miệng theo. Thấy chữ mới nhép được. Chứ còn hát karaoke là xong, thua. Ừ, về trừ 10 điểm còn không điểm. Trời ơi. Và bé chim Sơn Ca thân mến, hãy hát lại đoạn nhạc như trên. Lưu ý, nhớ cái giới tính của cái ca sĩ hát. Được chưa? Ừ. Chiều thu mưa bay bay, đường khuya vắng không người. Từ năm nhanh đi. Sao không có người vậy chị? Đường vắng không người, cái ba sợ ma. Cái ba không biết hát nữa. Sợ ma thiệt, sợ ma tâm lý, nhìn bạn khoan. Tâm lý sợ ma không hát được nữa. Dạ sai luôn. Chiều thu mưa bay không người, chờ em hay chờ anh? Chờ em. Dìu em. Dìu em về luôn, ok. Dữ quá. Chị thôi, anh em mà chị hát chờ vô. Mà có thấy nam ca sĩ nào mà chờ anh chưa? Quý vị thân mến, kết thúc vòng 2 ở đây. Điểm số rất ngang bằng nha. Chết. Hai bên đều có số 0, nhưng một bên không có gì, một bên là có 50 điểm. Ồ. Chúc mừng đội màu xanh tạm thời đang chiến thắng. Chào ui. Kết luôn, chào kết. Chào luôn. Kết luôn hả? Tại vì không điểm mà có nhân cho 10 nó cũng là thành công. Tâm, cái vòng thứ 3 nó có một cái điều thú vị là từ cái đội không có gì cũng có thể trở thành đội chơi chiến thắng. À, có không? Có. Thề đi. Thề, bởi vì là vòng xoay may mắn là tên gọi ở vòng thi đấu thứ 3. Nếu như có được cái lượt thì chúng ta sẽ... Có được cái lượt hả? Là cái lượt gì ạ? Có được cái lượt trả lời. Nếu như chúng ta có được cái lượt trả lời đúng thì chúng ta sẽ có cơ hội cộng 50 điểm thêm, cộng 70 điểm thêm, hoặc là bên đây trừ 70 điểm thì sao? Tuyệt vời. Đúng không? Trừ đi trừ liền luôn. Và bây giờ sẽ là vòng 3, vòng xoay may mắn. Quý
vị thân mến, và đây là vòng thi đấu cuối cùng của chương trình Vòng Xoay Lốc Xoáy với tên gọi Vòng Xoay May Mắn. Chúng ta sẽ có 3 lượt nha. Và bây giờ không có xoay nữa. À, các anh chị cứ yên tâm. Ok, chúng ta chỉ cần nhấn cái chuông. Nhấn cái chuông. Ok, một ok. Bên, đó, một bên có thì một bên sẽ không. À. Sau khi mà chúng ta giành được cái lượt với khẩu lệnh là hết mới được quyền nhấn chuông. À. Nếu như chưa hết mà nhấn chuông là phạm quy. À. Rồi. Khi chúng ta đã có lượt cho đội của mình trả lời đúng câu hỏi của chương trình thì mình sẽ được tham gia vòng xoay may mắn. Và đây là vòng xoay may mắn của chương trình. Đó. Vòng này là vòng may mắn hay vòng sủ quẻ vậy? Câu hỏi đầu tiên như sau. Bài hát Hành Trình Trên Đất Phù Sa, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, có nhắc tới một trái cây đặc sản ở Cái Bè, đó là gì hết? Xin mời đội đỏ đã có lượt. Quýt. Hả? Quýt. Quýt Cái Bè nổi tiếng mà ngọt ngay, ai ăn rồi mà nhớ mãi miệng Tây. Yeah. Yeah, mình không thuộc thì thôi. Ok, và quýt là một đáp án chính xác, chứ mà. Quýt Cái Bè nổi tiếng ngọt ngay, ai ăn rồi nhớ mãi miệng Tây. Rồi, chúc mừng đội đỏ đã có được. Và bây giờ mình sẽ tham gia vòng xoay may mắn. Dạ. Xin mời anh Đơn. Dân. Ủa, cái gì vậy? Ủa, gì vậy? Tính ra nha, vô cái lượt này là hên. Tại vì mình đâu có điểm đâu trừ. Đúng chưa? À, đúng mình rồi. Đâu có điểm đâu mà trừ. Ủa, vậy hả? Mà tí xíu nữa mình có 50 mà vô cái này trừ 30 là còn 20. Vậy là không âm đúng không? Không âm. Chương trình là sẽ rất là dễ thương như thế. Phải kiếm điểm để trừ. Phải kiếm điểm để trừ à? Mình không có điểm mà đội bên kia có điểm. Vẫn chưa hiểu. Có nghĩa là mình đội bên kia có điểm thì trừ đội bên kia. Dạ không à, dạ không à. Lượt của mình à, tự nhiên cái trừ điểm người ta kỳ, đúng không? Sang lên đó, sang lên. Trời ơi. Quý vị thân mến, xem như lượt 1 là chúng ta đang chơi nháp. Dạ, xé cái nháp rẹt. Sang. Mình vẫn còn 2 lượt nữa và bây giờ sẽ là lượt 2. Câu hỏi như sau. Trời ơi, bài này hát dễ. Trong ca khúc Phượng Hồng, người đang ngắm hoa phượng bao nhiêu tuổi hết? Đội đỏ nữa kìa, tức quá ta. Xin mời đội đỏ. 18. 18. Chốt không ạ? Ờ, 5. Chốt. Chốt 18. Luôn à. Và đây là một đáp án. Xin mời âm nhạc. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Thùa chẳng ai hay thầm lặng mối tình đâu. Chiến xác, chúc mừng. Hay quá. Rồi, 18 nha, là cái tuổi rất đẹp nha. Bây giờ mình phải vô cái con số rất đẹp nha. Để em chốt cho, để em chốt cho. Rồi, anh Don là người chốt luôn. Để nhấn cho. Dạ, nhấn nha. À, tôi nhấn nha. À, xin mời. Dạ. Yeah. Wow. Wow. Gì vậy? Ủa? Ai? Muốn sang được. Thì có muốn sang mà không được luôn á. Em mong... đạm lên, sang lên, sang lên. Muốn giải đành đạch. Ủa? Anh Đôi bây giờ bị đóng băng rồi. Hồi nãy nó băng phần trên, bây giờ nó băng luôn phần dưới rồi. Đúng chưa? Muốn gì kỳ. Tức mà tức chết. Nhưng tôi, tính ra, nếu nói về năng lượng tích cực thì đây vẫn là một cái sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Nó đâu có điểm đâu mà chia đôi. Mà bên này mới tức. Tôi thấy vậy chứ không tích cực lắm đâu. Mệt dần rồi. Không nha, bây giờ mà vô cái lượt mà bên đây bấm được nha. Bớt nói xùi, bớt. Bớt nói xùi lại. Bớt nói lại. Chúng tôi sẽ đối diện với sự thật là lượt thứ 3 sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Anh Don ơi, không sao cả nha, cố gắng lên. Câu hỏi cuối cùng như sau. Bài hát Con Đường Đến Trường, một bài hát rất là quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, nhắc đến những bông hoa rơi đầy ở trên đường, đó là hoa gì hết? Chúc mừng đồ đỏ. Ủa, nhà mình chơi chưa? Ủa, nãy giờ là mình hỏi hết chưa ạ? Hết rồi. Có từ hết rồi kìa. Hết trong lén lút gì ạ?
Muốn chị sang khó ghê. Đội này sang quá, sao bển chợ quá vậy trời. Dạ đâu có. Người ta quyết tâm, người ta chiến thắng mà đúng không ạ? Mời đội nhà mình. Em nghĩ vậy nè, cái này là số này mà muốn kịch tính á, mà lấy cao trào mà cú twist nhiều. Đúng. Cú twist đó thì cái khúc này là nên ở cộng 70 để cho nó cái tập này nó có cú twist. Anh bớt rào, anh bớt rào trước đón sau. Anh trả lời dạ. Câu hỏi của chương trình trước ạ. Hoa đẹp, hoa đẹp. Wow. Một chiều đi trên con đường này, hoa đẹp vàng trải dưới chân tôi. Đúng rồi, và đáp án chính xác là hoa đẹp. Chúc mừng. Dạ. Một chiều đi trên con đường này, hoa đẹp vàng trải dưới chân tôi. Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đường về trường nỗi sao là hoa. Chúng tôi có thể nhận thấy một điều rằng là với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội màu đỏ, chơi luôn cả ba lượt. Trước khi quay vòng quay may mắn, chúng tôi vẫn vững tin vào chương trình, chúng tôi vững tin vào cuộc sống này. Ở đây là chỉ có duy nhất một ô mới thắng thôi. Đúng, đúng. Còn lại tất cả các ô khác đều thua hết. 1/10 thôi em. Nhưng, ơi. Nhưng nếu như vô cộng 50 thì chúng ta đang hòa nhau. Quê thì sao? Quê mình sẽ chơi tiếp một câu hỏi nữa. Đó, chuyện nhỏ. Dạ vâng. Xác suất chỉ là... có 1/10. Mình đã có hai đường chiến thắng. Xin mời đôi tay vàng trong làng nhấn chuông đặt lên chuông. 3. Mời anh đó. 2-1. Thôi bà đừng có nháy nháy nữa mà. Ai là người hô ạ? Tụ. Tụ nha. Dần. Cộng 70. Chúng tôi luôn vững tin vào chương trình. Đây là một chương trình rất nhân văn và rất tuyệt vời. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đội bạn cùng chơi, MC và toàn bộ khán giả cùng xem chương trình ngày hôm nay. Không không, không, không làm lại. Minh Xô làm lại, anh phải diễn cho đàng hoàng, diễn cho đúng cái điện. 3, 2, 1. 70. Thôi về 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 về. Thôi. Cho em hỏi là cái cảm xúc này là vui hay là bị bệnh nè? Bất ngờ. Bất ngờ quá hả? Trời ơi, em không tin được luôn á. Em không tin được cái sự lần là xảy ra luôn á. Quá nhiều sự bất ngờ với chương trình ngày hôm nay. Dạ. Một lần nữa sẽ được tổng kết lại số điểm như sau. Đội màu xanh đang có 50 điểm và đội màu đỏ đang là đội chơi chiến thắng chung cuộc 70. Bây giờ chúng tôi mới sang nè. Chúng tôi sẽ được trân trọng gửi lời chúc mừng và tri ân đến với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội màu đỏ nhà mình. Và đây là chiếc cúp lưu niệm của vòng xoay lốc xoáy dành cho đội màu đỏ. Mình có muốn chia sẻ gì không? Hên thôi. Dạ. Không không hay, cái đó là hay đó. Hên thôi. 50 không đáng là bao, vòng này không điểm, thắng một cái nó lớn lao vô cùng. Xin được cảm ơn hai đội chơi ngày hôm nay đã đến với vòng xoay lốc xoáy. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi đến tận bây giờ. Còn bây giờ, Minh Xù, các nghệ sĩ xin chào và hẹn gặp lại.